Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách cài đặt pháp chợt ở Hồng Hoan một cách tối ưu hóa lực chiến nhất. Đây, thì mình đã mở được một số con như này và mở được bát quái thất tinh ba ô vô cực. Đầu tiên mọi người bấm chọn cho mình. Ở đây nó sẽ có pháp sư, kiếm sĩ, hộ vệ. Đấy, thì chọn từ đầu trước, pháp sư này. Đây, nó sẽ kích đủ 4 pháp sư. Ở đây có 4 thì mình sẽ kích 4 thôi. Tiếp theo, kiếm sĩ. Đó. Rồi mình đã kích được kiếm sĩ, pháp sư, mộc 2, thủy 2, hỏa 2, ở đây thiếu thổ và kim. Thổ và kim. Còn mọi người bấm lọc cho kim cho mình. Đó, thế là full được một ô bát quái. Tiếp theo chúng ta đến thất tinh. Hộ vệ. Ở đây chúng ta thiếu thủy và mộc. Thủy full này này. Mộc. Đây. Thế chúng ta sẽ phun được hai ô bát quái và thất tinh đến vô cực thì còn lại. Đây là một cách để tối ưu hóa lực chiến ở trong pháp trận. Các bạn càng mở được nhiều tướng và mở được các ô thì nó sẽ kích được càng nhiều những cái hệ ở trong này. Wow, pháp chất. Cũng có một cách để các bạn có thể đuổi chìa khóa ô pháp chất ở trong sự kiện để chúng ta có thể mở ở phần thái âm. Thì mình có 1, 2 này. 2 con SP cộng 1 con SP. Đâu, 2 con SP. Chưa có Ether này. Ether. Oh. Còn thiếu 1 con. Lạc thần. Đây thì full rồi. Và cho PK.
5 phần một lượt. Như cái con quỷ. Ở trong này không có chìa khóa hô hấp chật. Nhấn mình một lượt ngon.